bà Kane Tanaka, sinh năm 1903, người Nhật Bản, mới đây đã được tổ chức sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người cao tuổi nhất thế giới. Một buổi lễ xác lập kỷ lục đã được tổ chức tại Viện Dưỡng Lão ở thành phố Fukuoka, nơi cụ bà Kane Tanaka đang sinh sống. Gia đình cụ Kane và thị trưởng thành phố cũng có mặt để chúc mừng cụ. Cụ bà thường thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, thích nghiên cứu toán học và chơi cờ Othello. Kỷ lục người còn sống cao tuổi nhất thế giới trước đó thuộc về một phụ nữ người Nhật khác và cụ đã qua đời vào tháng 7 năm 2018, hưởng thọ 117 tuổi.